Bây giờ mới 100 tuổi ở đây không? Nghĩa là tôi... Cái này nó ok tuổi mà thành có mấy bàn năm à. Còn bây giờ nếu... Nghĩa là đã trong tuổi ok không? Không cần phải rồi. Giờ tên Mai. Không. Giờ tên Mai. Giờ tên Hương. Bài bác Dương, bài bác Quê. Yeah.